Cậu đến lâu chưa? Mình gọi gì uống chứ? Vâng, anh muốn uống gì ạ? Mình làm chút rượu mật gấu nhé. Nào, chúc sức khỏe. Không, em không uống thứ này đâu. Hãy nói không với mật gấu và các sản phẩm làm từ gấu để bảo vệ các loài gấu của Việt Nam. Nếu bạn thấy gấu bị buôn bán, vận chuyển hoặc quảng cáo trái phép, hãy liên hệ với đường dây nóng của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên 1800 1522.